Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về Apple. Anh em cũng biết rằng Apple là một hãng rất là nổi tiếng. Mỗi khi mà họ ra mắt một cái sản phẩm gì đấy hoặc là họ thay đổi một cái gì đó thì họ lại bắt đầu bị ăn chửi hoặc là bị ném đá. Thế nhưng mà sau đó một thời gian thì nó lại trở thành một cái hot trend, nó lại trở thành một cái xu hướng. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại về những cái lần mà Apple họ đã bị chửi Summerler. Thế nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành xu hướng nhá. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Cái điều đầu tiên khi mà Apple bị chửi đó chính là việc họ đã loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm. Anh em cũng biết rằng đây là một trong những quyết định cực kỳ là gây tranh cãi của Apple khi mà họ đã loại bỏ đi một thứ vô cùng cần thiết ở trên chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Và kết quả là ai cũng chửi, ai cũng ném đá và tại sao Apple lại loại bỏ đi một thứ gọi là vô cùng cần thiết đến như vậy. Và thực ra thì họ chửi thì cũng có cái lý của họ. Tại vì sao? Bởi vì là ở cái thời điểm đó ấy, thì anh em có thể nhớ rằng là những cái hãng ông lớn, ví dụ như là LG, HTC, Sony hay thậm chí là cả Samsung, thì họ đều có cái chuẩn jack cắm tai nghe 3.5mm trên cái thiết bị của mình. Và thêm vào đó nữa thì thậm chí là những hãng đó họ còn đá xoáy Apple, coi đó như là một cái lợi thế, coi cái cổng 3.5 nó giống như là một cái lợi thế khi mà so sánh với iPhone. Và thậm chí là Samsung họ đã làm ra một đoạn TVC để có thể là trong đó nêu ra được cái sự bất tiện khi mà chúng ta không có jack cắm tai nghe 3.5. Chúng ta sẽ cần phải có một cái adapter chuyển đổi như thế nào, chúng ta sẽ cần phải có dây dợ loằng ngoằng ra làm sao. Và tất cả những cái đó, đó chính là để đá xoáy Apple trong việc là Apple họ không có jack cắm tai nghe 3.5 bắt đầu từ chiếc iPhone 7 Plus. Thế nhưng mà rõ ràng đến thời điểm hiện tại năm 2019, đến gần đến năm 2020 rồi, thì anh em có thấy rằng là nếu như mà Apple họ không loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5 thì chúng ta không thể nào mà có được một cái thị trường tai nghe không dây nó rộng lớn và nó bùng nổ như hiện nay. Anh em có thấy rằng là bây giờ các hãng Android và thậm chí là cả những cái hãng ngày xưa đá xoáy Apple, ví dụ như là Samsung, bây giờ họ cũng đã làm tai nghe True Wireless rồi. Ví dụ chúng ta đã có là AirPods này, chúng ta có Xiaomi Mi Dot này, chúng ta có Huawei FreeBuds này, chúng ta có Samsung Galaxy Buds này, và chúng ta vừa mới có cả thêm cái gì nhỉ? Realme cũng lại vừa mới sản xuất tai nghe không dây xong. Đấy, thế nên là nếu như mà anh em đang quan tâm tới những mẫu tai nghe không dây, ví dụ như là AirPods, Huawei FreeBuds hay là tất cả những cái tai nghe không dây, thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Cellphonet để anh em có thể biết thêm thông tin chi tiết. Khi mà Apple họ đã loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5 thì họ đã tạo ra một cái thị trường mới, là một cái thị trường mà thiết bị đeo thông minh, đúng không ạ? Tai nghe không dây. Và nếu như mà anh em ra đường bây giờ ấy, thì anh em sẽ thấy rất nhiều người đang sử dụng những cái tai nghe không dây, ví dụ như là AirPods, Huawei FreeBuds hay là những cái tai nghe AirPods Fake chẳng hạn. Đấy, nói chung là về cơ bản là những cái tai nghe đấy là những cái tai nghe không dây. Mình biết rằng là vẫn có rất nhiều anh em đang sử dụng tai nghe có dây, sử dụng tai nghe có jack 3.5. Thế nhưng mà không thể phủ nhận rằng là bây giờ là cái thời đại gọi là thời đại wireless rồi, cái thời đại không dây rồi. Những cái thiết bị như chúng ta như là sạc pin này, hay là tai nghe, hay thậm chí là đồng hồ các thứ, thì nó đang phát triển hơn rất là nhiều. Thậm chí là khi mà chúng ta nhìn lại với những đối thủ của Apple, thậm chí là ngày xưa Samsung họ đá xoáy Apple đến như vậy. Thế nhưng mà thành trì cuối cùng của jack cắm tai nghe 3.5 ở trên một chiếc điện thoại flagship là Samsung Galaxy S10 đến Note 10 nó đã bị sụp đổ rồi, và Samsung họ đã chính thức là khai tử cổng cắm tai nghe 3.5 ở trên chiếc Note 10 và Note 10 cộng. Thế nên là mình cũng muốn chia sẻ với anh em rằng là cái việc Apple ấy, họ loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm thì thực sự nó là một cái quyết định gây ra rất nhiều những cái ý kiến trái chiều, những cái tranh cãi, thậm chí là ném đá. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại rõ ràng là nó đóng góp cho chúng ta một cái lĩnh vực rất là mới, thậm chí là mở ra một thị trường mới là thị trường tai nghe không dây. Rồi đó là về cái ý đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó chính là quyết định loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5, một quyết định rất là tranh cãi. Vậy thì cái điều thứ hai mà mình cũng muốn chia sẻ với anh em, đó chính là một những sản phẩm khác mà cũng bị ném đá rất nhiều, cũng bị chửi rất nhiều của Apple, đó chính là sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, đó chính là iPhone. Mà thậm chí là không chỉ bị chửi bởi người dùng mà còn cả những chuyên gia về công nghệ, những ông lớn về công nghệ, ví dụ như là CEO của Microsoft này, CEO của Nokia này, CEO của Motorola này cũng chửi. Và ví dụ điển hình nhất đó chính là Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft. Và trước khi mình đi vào chi tiết thì mình xin mời anh em hãy tham khảo một cái video mà mình đã thu thập được ở đây. Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
$500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that, and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Right now, well, let's take phones first. Right okay. now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling zero phones a year. Và anh em có thể thấy rằng là trong cái video mà mình có chia sẻ với anh em, thì ông khi mà được hỏi về iPhone ấy, thì ông Steve Ballmer này thì ông đã cười khẩy. Ông cười rất là mỉa mai tại vì cái giá của iPhone nó rất là cao và thậm chí là nó không có bàn phím giống như là những cái hãng điện thoại khác như là Motorola hay là BlackBerry thời đó. Mà thậm chí là câu chốt của ông còn đau hơn khi mà ông nói rằng là chúng tôi đã bán được hàng triệu chiếc điện thoại mỗi năm. Thế nhưng mà bây giờ Apple họ vẫn chưa bán được cái điện thoại nào cả. Điều đấy đúng ạ. Thế nhưng mà đấy không phải là trường hợp duy nhất mà chúng ta còn rất nhiều những trường hợp khác. Ví dụ như là CEO của Motorola và CEO của Nokia cũng đã chửi, cũng đã ném đá rất nhiều về chiếc iPhone của Apple. Ví dụ như này đi, CEO của Motorola khi đó là ông Ed Zander. Thì ông có nói rằng là khi mà được hỏi về kế hoạch để đối đầu với iPhone thì ông đã trả lời rằng là họ sẽ cạnh tranh với chúng tôi như thế nào. Rất là tự tin đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy, anh em có thể thấy rằng là bây giờ ở thời điểm hiện tại, kết quả thì anh em đã thấy rồi. Windows Phone thì đã chết, Nokia giờ thì thành HMD Global, Motorola thì cũng mới có chiếc Razer Phone, cái điện thoại màn hình cong. Nói chung là nó cũng khá ấn tượng. Tuy nhiên thì nếu như để mà so sánh với lại iPhone ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là những cái hãng điện thoại này nó đã yếu thế hơn rất là nhiều. Vậy còn iPhone thì sao? Trong quá khứ thì ông Steve Ballmer có nói rằng là Apple họ chưa bán được chiếc iPhone nào cả. Thế nhưng mà đến năm 2016 thì iPhone đã bán được 1 tỷ chiếc. Thực sự là con số nó rất là lớn đúng không ạ? Và thêm vào đó nữa thì Apple bây giờ cũng là một những công nghệ hàng đầu thế giới, cán mốc 1.000 tỷ đô rồi. Và qua những cái số liệu mà mình vừa mới chia sẻ với anh em thì rõ ràng iPhone nó không chỉ là một cái thiết bị công nghệ nói chung mà nó còn ảnh hưởng rất là nhiều tới ngành công nghệ thế giới, cũng như nó không chỉ là một cái điện thoại nữa. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể là hiểu cho những cái CEO của thời đó. Tại vì sao? Bởi vì khi mà iPhone ra mắt ấy, nó còn quá là mới. Và những ông lớn trong ngành công nghệ, ví dụ như là Motorola, ví dụ như là Nokia, thì lúc đó cũng toàn là những cái cây đa cây đề rồi. Thế nên là chúng ta có thể là hiểu được khi mà tự nhiên một thằng mới vào thị trường, không kèn không trống gì cả, thì mấy ông như thế thì cũng là điều dễ hiểu. Và đó là về câu chuyện về chiếc iPhone, một cái sản phẩm mà đã bị nhận được rất nhiều gạch đá, không chỉ là ở người dùng mà thậm chí là cả những chuyên gia về công nghệ. Thế nhưng mà nó đã trở thành một sản phẩm ảnh hưởng tới thế giới chúng ta như thế nào. Rồi, cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ với anh em cũng chính là một những cái thay đổi về thiết kế rất là đình đám của chiếc iPhone 10, đó chính là tai thỏ. Nói chung là chiếc iPhone 10 ra mắt với rất nhiều những cái cải tiến cũng như là những cái thay đổi. Và một những thay đổi gây tranh cãi nhất của chiếc iPhone 10 đó chính là việc nó đã loại bỏ đi cái viền ở phía trên cũng như phần viền phía dưới, và thay vào đó là một cái tai thỏ rất là to. Và người dùng bình thường ấy thì họ không thích cái tai thỏ này. Họ nói rằng là tai thỏ nó rất là khiếm nhã, gây mất tập trung, che mất một cái phần màn hình. Tại vì sao người dùng lại phản ứng như vậy? Bởi vì là những năm trước thì chúng ta đã quá là quen với cái việc là có một cái điện thoại có hai viền trên dưới để cầm nắm rồi đúng không ạ? Tự nhiên bây giờ màn hình nó tràn viền ra, xong lại có một cái cục đen thùi lùi ở phía bên trên, nó lại không quen. Thành ra là cái phản ứng của người dùng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Và tất nhiên mình cũng là một trong những người mà đã chửi cái tai thỏ rất là nhiều. Thực sự thì mình không hề thích tai thỏ một tí nào cho đến thời điểm hiện tại. Và thậm chí là mình đã có làm hẳn một cái video để có thể là đánh giá cũng như là phê phán về cái tai thỏ này. Bên dưới thì cũng đã có rất nhiều những cái ý kiến nói về cái tai thỏ, ví dụ như là không được, thà dùng smartphone Android còn hơn, hay là đây là một cái thất bại của Apple. Thế nhưng mà kết quả thì anh em thấy rồi đấy, có rất nhiều các hãng Android thì họ thiết kế cái màn hình của chúng ta giống với lại cái tai thỏ ở trên chiếc iPhone 10. Ví dụ chúng ta có một cái điện thoại vô cùng đình đám là chiếc Huawei Nova 3i. Và thậm chí là ông tổ của Android, Google Pixel 3XL cũng đã làm tai thỏ rồi. Và thậm chí tai thỏ của nó còn lớn hơn rất nhiều, và anh em còn gọi là tai trâu ấy. Và thêm vào đó thì bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái biến thể của tai thỏ, ví dụ như là màn hình giọt xương, màn hình giọt nước, màn hình Infinity U, Infinity V, nói chung rất là nhiều. Thế nhưng mà không thể phủ nhận rằng năm nay thì đã là năm thứ 3 rồi, và chúng ta đã quá là quen thuộc với thiết kế của tai thỏ trên iPhone rồi. Chúng ta đã trải qua tới 3 đời iPhone, thiết kế mặt trước y hệt nhau. Chúng ta có iPhone 10, chúng ta có iPhone XS và bây giờ là chiếc iPhone 11 rồi. Thế nên là mình mong chờ có một cái sự thay đổi của Apple trong thời gian tới. Và thực tế
là các hãng điện thoại Trung Quốc họ cũng đã và đang là không muốn copy Apple nữa rồi. Họ đang muốn tạo ra những cái trend cũng như là những cái con đường cho riêng mình. Ví dụ như là những cái điện thoại Trung Quốc với một cái thiết kế nó rất là sexy, nó rất là đẹp như là Oppo Find X, ví dụ như là Oppo Reno, Xiaomi bây giờ cũng đã làm những cái camera thỏ thụt nhìn nó rất là đẹp rồi. Thế nên là mình mong rằng là trong năm 2020 thì anh em cũng biết rằng là chúng ta đã có những cái hình ảnh render, những cái hình ảnh leak về chiếc iPhone 2020 với một cái mặt trước nó rất là đẹp rồi đúng không ạ? Thì mình mong rằng là trong thời gian tới iPhone 12 chẳng hạn thì là Apple họ sẽ tìm ra được một cách nào đấy để có thể là ẩn được những cái cảm biến, những cái camera trước ở phía bên dưới màn hình để chúng ta có được một cái thiết kế nó tràn viền như thế này, nhìn nó rất là đẹp, nó rất là sexy. Và đó là về cái thay đổi thứ ba của Apple cũng mang lại rất nhiều tranh cãi, đó chính là tai thỏ. À, thêm vào đó nữa thì một trong những cái loại bỏ cũng rất là lớn nữa, đó chính là việc Apple họ đã loại bỏ đi ổ đĩa CD và ổ đĩa mềm. Và đó chính là cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Với những cái máy tính ngày xưa thì anh em cũng thấy rằng là chúng ta có những cái ổ đĩa nó rất là quen thuộc, ví dụ như là ổ đĩa CD này hay là ổ đĩa mềm này. Thế nhưng mà Apple họ bỏ hết, dập hết, và đến bây giờ thì Apple họ đã chứng minh rằng họ đã đúng không ạ? Với cái việc là loại bỏ đi hai cái ổ đĩa này, chúng ta có được một chiếc máy tính với thiết kế mỏng gọn hơn rất là nhiều. Và mình thấy rằng đây là một cái quyết định khá là hợp lý, khi mà đến thời điểm hiện tại năm 2019 thì đa phần người dùng bình thường ấy thì họ không còn sử dụng ổ đĩa CD nữa, mà thay vào đó họ sẽ chọn những cái lựa chọn khác. Và thêm một cái nữa mình cũng muốn chia sẻ với anh em rằng là những cái laptop, anh em có thấy rằng những cái laptop trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây thì hầu như là không có máy nào mà có những ổ đĩa CD nữa rồi. Thế nên mình nghĩ rằng đây nó là một quyết định rất đúng đắn của Apple. Tinh. À, tuy nhiên thì không phải là ông Apple ông làm gì cũng đúng, mà không phải là cứ bỏ đi cái gì nó cũng trở thành xu hướng. Ví dụ như là cái MacBook 16 inch mà mình vừa mới có review cho anh em đấy, thì anh em có thấy rằng là cái MacBook của chúng ta thì Apple họ loại bỏ tất cả những cổng đi, chỉ giữ lại 4 cái cổng Type-C thôi. Và nếu như mà anh em nào mà muốn cắm thẻ nhớ, anh em nào mà muốn cắm dữ liệu gì đó, muốn truyền dữ liệu thì anh em sẽ phải mua một cái hub ngoài, một cái hub chuyển đổi, mà trời ơi mấy cái hub đấy nó có rẻ đâu, toàn tiền triệu đổ lên. Thế nên là nó cũng sẽ rất là bất tiện. Và nếu như mà anh em nào mà hay mang cái máy của mình để đi công tác, đi du lịch ấy, mà anh em chụp ảnh ọt các thứ nhiều ấy, thì anh em sẽ hiểu được cái nỗi đau này của mình. À, thế nhưng mà đấy, rõ ràng là không phải cái gì mà Apple họ loại bỏ cũng trở thành xu hướng, không phải là Apple họ làm cái gì cũng đúng, đúng không ạ? Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với lại anh em về những cái lần mà Apple họ ra mắt một cái sản phẩm, cũng như là một cái lần mà Apple họ loại bỏ đi một thứ gì đấy. Ban đầu chúng ta chửi rất nhiều, ban đầu chúng ta ném đá rất nhiều, nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành xu hướng. Vậy thì anh em còn biết những cái lần ồn ào nào nữa của Apple thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên là nếu như mà anh em nào đang quan tâm tới những thiết bị tai nghe không dây, ví dụ như là AirPods, ví dụ như là Huawei FreeBuds, hoặc là những chiếc tai nghe của những hãng khác, thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Cellphonet để anh em có thể biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đây là Hải Chiêu, bye bye.